Gái gú làm chi để rồi khổ mình, thế thảm u sầu có sướng gì đâu. Cuộc tình nào cũng bể dâu, để rồi mình như cá cắn câu, đêm đêm về thao thức mà đau đầu. Yêu chí dài hôm nó sẽ biến liền, chỉ có đồng tiền mới giữ được em. Đường tình mà cứ nói trôi thì đàn bà cùng thế thôi, khi hết tiền là nó bay rồi. Em ơi bình thường thôi, anh nào đâu phải con lừa, nghe lời em như lúc xưa, sao mà nghe quá dư thừa. Hôm nay mình gặp nhau đây, em đâu còn đẹp như xưa, nhưng mà em cứ quăng bom, chắc anh về cũng rằm cổ hồn. Con gái thời nay chớ đừng mà tính lầm, nếu lụm xong rồi là kiếm đường vòng. Mình là đàn ông phải không, đừng vì tình mà nhảy xuống sông, nước mắt mẹ mình chảy xuôi dòng. Mình là đàn ông phải không, đừng vì tình mà nhảy xuống sông, nước mắt mẹ, nước mắt mẹ mình chảy xuôi dòng. Chết gì gái, chết gì gái là một cái chết tê tái đó quý vị. Rồi ok, hello chào bà con, rồi chào tất cả đại gia đình. À, lại là Sơn Sàm đây, à, lại là cái mặt mốc của Sơn Sàm đây. Ô la la, rồi ok. À, hôm nay có một cái bản tin nóng, bản tin hot muốn truyền đạt cho tất cả quý vị ha. Thì hôm nay trên mạng xã hội nó cũng đang rần rần một cái video clip đó mà Sơn Sàm đang xác minh. Đó, có nghĩa là gì? Đây là một cái video clip dân mạng đang chia sẻ chóng mặt, người ta cho rằng là cơ quan chức năng đã vào cuộc và bắt thầy ông nội cũng như các cái chú tiểu của tỉnh thất Bồng Con đi xét nghiệm ADN, đúng không, để điều tra những cái vấn đề có liên quan. Cái việc đó rất là nóng, rất là hot luôn ha. Thì kính thưa quý vị, cái vụ việc này thì Sơn Sàm cũng đã thông tin đến cho tất cả bà con cô bác gần xa là cơ quan công an người ta đã vào cuộc và đang tiến hành ráo riết. Và đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam người ta cũng đang lên tiếng kịch liệt đó, để mà giải quyết nhanh gọn lẹ, để làm ảnh hưởng đến cái uy tín của Giáo hội Phật giáo quý vị đó. Ngoài ra thì chính quyền tỉnh Long An cũng như ở ngoài bộ người ta đã lên tiếng về các cái vấn đề như là trục lợi nè, đó, lợi dụng trẻ, nuôi trẻ mồ côi bất hợp pháp nè, đó, rồi có kêu gọi từ thiện nè, rồi đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến cái thuần phong mỹ tục, rồi cái đạo đức, rồi cái luân thường đạo lý tùm lum tà la ở trong đây. Kính thưa quý vị, và bây giờ ha, Sơn Sàm sẽ đưa cái clip này cho tất cả quý vị. Rồi clip này chút xíu nữa đi. Bây giờ mình sẽ đến với cái phần mà của cơ quan công an trước ha. Đó, chúng ta sẽ đến cái phần họp của đại tá thượng tá Đào Trung Hiếu cũng như là các cái cơ quan chính quyền người ta đã lên tiếng về cái vấn đề tỉnh thất Bồng Con này ha. Rồi chúng ta hãy lắng nghe xem cơ quan công an người ta nói gì. Xin mời quý vị xem qua clip. Tỉnh thất Bồng Lai hay là Thiền Am bên bờ vũ trụ, hai cụm từ này trong thời gian qua chắc hẳn là quý vị cũng như là hai vị khách mời của chúng ta đều được nghe rất nhiều phải không ạ? Tỉnh thất Bồng Lai sau đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ, tọa lạc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, một địa điểm tâm linh tự xưng làm xôn xao dư luận. Và đến nay thì công an tỉnh Long An và các cơ quan chức năng khác cũng đã điều tra, xác minh và có đủ cơ sở để xác định đây là cơ sở lợi dụng Phật giáo giả sư và danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, nhưng thực chất là con cháu ruột, để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ nhằm trục lợi cá nhân. Với cái kết quả điều tra xác minh ban đầu của các cái cơ quan chức năng tỉnh Long An thì đã có những căn cứ để xác định đây là một cái cơ sở tôn giáo tự phát mạo danh Phật giáo, hoạt động không theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cũng như các cái giáo lý của nhà Phật, của Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Câu chuyện đặt ra là tại sao người ta lại cử 5 cái chú tiểu đó
đi thi các cái cuộc thi chẳng như Thách Thức Danh Hài này, rồi giọng ca Bolero này, vân vân. Và trong các cái lần xuất hiện trước công chúng thì những diễn viên nhí này đều khai, đều xưng mình là trẻ mồ côi cơ nhỡ, và được cái tự viện này đưa về nuôi để kêu gọi cái sự, cái lòng hảo tâm của thập phương, của đại chúng góp tiền và để giúp cái tự viện này nuôi các cháu. Thế thì với những cái căn cứ cơ quan điều tra đã xác định là nó giả mạo như vậy, thế thì theo dưới quan điểm nhìn nhận của tôi thì hành vi nó đã có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự, và các cháu bé này như một công cụ được những người đứng đầu cái tự viện này đưa ra để thực hiện hành vi gian dối. Cái dấu hiệu gian dối là một cái dấu hiệu rất đặc trưng trong mặt khách quan của cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và các cháu bé này được tận dụng, được sử dụng như một loại công cụ để truyền đạt đến cộng đồng những thông tin sai sự thật. Bản chất các cháu là đều là có người thân, chẳng như là 3/5 cháu bé đều đang sống cùng mẹ ruột của mình. Ngoài ra theo cái lời khai của Lê Thanh Minh Tùng, một cái nhân vật thanh niên và vừa xuất hiện trong cái live stream cùng bà Phương Hằng ấy, thì xác định là những người trong tự viện đó đều có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân là người đứng đầu cái cơ sở thờ tự này. Thế thì câu chuyện này cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ, và tôi biết là hiện nay các cơ quan bảo vệ pháp luật đang tiến hành tổ chức điều tra xác minh. Thế nhưng qua chuyện này có thể thấy rằng các cháu bé đã được lợi dụng như một công cụ để truyền đạt ra cộng đồng những cái thông tin gian dối nhằm mục đích trục lợi. Dạ vâng ạ. Rồi đó ha, bà con công nhận không? Đó chính là những cái thông tin cơ bản ở trong cái cuộc tọa đàm cũng như là một cái buổi họp nóng gần đây. Đó mà ngay cả cơ quan chức năng cũng như là ở ngoài bộ trung ương và thậm chí là cái chính quyền của Đức Hòa Long An, người ta cũng đã lên tiếng là đây là một cái cơ sở tu giả tu đó quý vị, và có dấu hiệu trục lợi đó, cũng như là kêu gọi từ thiện sai mục đích và mượn những cái đứa trẻ đó ra làm cái công cụ, làm cái công cụ để phục vụ mục đích của mình, đúng không? Và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam, và đây cũng là một cái nơi mà gây mất an ninh trật tự tình hình ở địa phương đó quý vị. Và hiện tại thì ở tỉnh Thất Bồng Con này vẫn đang liên tục xây dựng quanh tà ráng nha quý vị, quanh tà ráng luôn với cái móng đó, thì cứ xây cái móng rất là kiên cố, có thể là phải 4-5 tầng hả quý vị. Đó, mặc dù thì dư luận đang phản ánh cũng như là bà Phương Hằng cũng đã lên tiếng vấn đề này, đây không phải là đất thổ cư, đây chỉ là đất nông nghiệp thôi quý vị, đất nông nghiệp mà vẫn xây dựng trong khi chưa có giấy phép đó quý vị. Đó, nhưng mà bên này vẫn thản nhiên đang làm việc một cách là ráo riết nha quý vị. Đó, coi như là bỏ ngoài tai hết tất cả mọi thứ, điếc không sợ súng đó quý vị. Đó, và ngày hôm nay đó, nhắc về cái vấn đề xét nghiệm ADN thì trước đây, kính thưa quý vị, thì bà Nguyễn Phương Hằng bà đã có một cái tuyên bố là gì, nếu như đi xét nghiệm tất cả mọi thứ mà không có đó, trong đó nó không có liên quan gì với nhau về vấn đề huyết thống cũng như là trong sạch tất cả mọi thứ, thì bà Phương Hằng bà mất 30 tỷ, 20 tỷ và thậm chí là 49% đó, 49% cái cổ đông của công ty cổ phần Đại Nam. Và thậm chí là bà kêu là nếu mà khó quá thì chỉ cần bắt ba đứa nhỏ ra xét nghiệm thôi. Nhưng mà bên tỉnh Thất Bồng Con và đại diện là ông Lê Tùng Vân vẫn không có lên tiếng quý vị. Đó, vẫn im re luôn, vẫn né tránh mọi thứ và đi du lịch khắp nơi. Cái kiểu giống như là không quan tâm. Đó, tuy nhiên mà khi mà cơ quan công an người ta vào cuộc rồi đó thì người ta sẽ bắt buộc đó quý vị, người ta sẽ cưỡng chế đó quý vị, để điều tra đến những cái vấn đề có liên quan thì người ta phải cưỡng chế. Đó, có nghĩa là đi xét nghiệm bây giờ không muốn đi thì đến lúc mà phải vừa khóc vừa đi đó quý vị. Đó, thì hôm nay thì trên mạng xã hội người ta đang chia sẻ một cái clip rất là chóng mặt, người ta nói rằng là đã có công văn và công an đã bắt gia đình ông này đi xét nghiệm ADN. Đó, tôi cũng chưa biết là cái thực hư nó như thế nào ha, để phải đi xác minh thêm mới được. Đó, rồi xin mời quý vị xem qua cái clip này nghe. Rất đông để thấy
ông nội Lê Tùng Vân trên chiếc xe 16 chỗ quý vị. Thấy rất đông. Rồi ok, đó chính là cái clip mà nó chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội ngày hôm nay đó quý vị. Đó, nhưng mà để mà xác minh được cái tính xác thực của cái này thì các anh em YouTuber chắc có lẽ phải đi xuống tận nơi. Đó, phải đi xuống tỉnh Thất Bồng Con một lần nữa để xác minh sự việc. Đó, mà dù gì đi nữa thì kính thưa quý vị, cái câu chuyện này nó cũng đã đến hồi kết rồi nha quý vị. Đó, cơ quan chức năng đang làm việc và người ta sẽ giải quyết cái vấn đề tỉnh Thất Bồng Con này trong cái một ngày sớm nhất. Đó, có thể nói là trước Giáng sinh nha quý vị. Trước Giáng sinh này đó, để cho nó rốt ráo không có tồn tại những cái dư luận xấu ở trên cái địa bàn của tỉnh Long An. Đó chính là những cái thông tin cơ bản nha. Và bên phía bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã có cái thông tin là gì, cơ quan công an người ta cũng đã tiến hành làm việc rồi quý vị. Đó, và rất nhiều những nhân vật khác người ta sẽ làm trong một cái đợt này luôn nha quý vị. Đó, rất nhiều nhân vật, và sắp tới là bà sẽ làm việc với Đinh Lan, thậm chí là Viên Quanh và luật sư Thanh Trần nữa nha quý vị. Đó, rất là nhiều. Đó, bà sẽ đi, giờ này bà đang rất là rảnh. Đó, bà đi liên tục và bà tới chỗ nào cơ quan công an nơi cái địa phương mà cái người đó đang ở, ví dụ như Diệp Già thì bà lên Biên Hòa ha. Đó, Diệp Già bà lên Biên Hòa. Đó, còn Đức Hiển đồ các kiểu thì bà cũng tới ngay tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng luôn quý vị. Tới nơi luôn và bà thông báo trước nha quý vị. Đó, bây giờ là tới cái cuộc chiến pháp lý rồi. Đó, nhanh gọn lẹ rồi quý vị. Đó, đang nóng hơn bao giờ hết rồi. Đó, và ok, Sơn Sàm sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nóng cho tất cả quý vị nha. Rồi cuối chương trình là một clip rất là hay. Đó, một clip rất hay, xin mời quý vị đón xem. Xin mời. Rồi, cuối chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục Vì Cuộc Sống Ấm No. Sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị ở trong cái Zalo này có rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản nha. Đó, hàng Nhật, chất lượng Nhật, hàng của gia đình Sơn Sàm gửi trực tiếp từ Nhật Bản về, không quảng cáo cho ai hết nha, bảo đảm uy tín và chất lượng. Đó, các anh chị có thể truy cập vào cái Zalo này để tham khảo nha. Rồi, các anh chị mình ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Viber nha. Đó, Viber, còn các cô chú anh chị dưới quê mình dùng điện thoại cục gạch Google gì đó thì mình có thể điện thoại trực tiếp cái số này. Đó, đặt hàng Sơn Sàm luôn. Rồi ok, cảm ơn cả nhà. Rồi mỗi cái video clip thì Sơn Sàm mà giới thiệu sơ qua một vài món cho tất cả quý vị mình tham khảo nha. Rồi, đầu tiên là cái sản phẩm sụn cá mập nè, Power nè. Đó, cái sụn cá mập của Nhật Bản này quý vị. Đó, cái này thì nó cực kỳ hiệu quả dành cho các cô chú anh chị bị các vấn đề về xương khớp nha. Đó, ví dụ như là mình bị thoái hóa đốt sống cổ nè, thoát vị đĩa đệm nè, đau lưng nè, thần kinh tọa này đó, đau nhức xương khớp các kiểu, nó hỗ trợ rất là tốt luôn nha. Đó, cái này là 300 viên, một hộp này 300 viên cái sụn cá mập này nha. 300 viên em bán 3.750.000, 3.750.000 nha cả nhà. Rồi tiếp theo là cái sản phẩm hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hàng cao cấp luôn. Đó, hàng cao cấp luôn nha quý vị. Đó, rất là nhiều người đã ưa chuộng và sử dụng cái sản phẩm này trong thời gian vừa qua. Đó, cái này là các cô chú anh chị nào bị thiếu máu não nha. Thiếu máu não. Đó, nó làm mà hoa mắt này, chóng mặt này, tê tay tê chân này, đó cái đầu óc mình nó quay rồi các kiểu đó, thì cái này nó giúp bổ não nè, nó tăng cường oxy lên não nè, cũng như là nó cải thiện được giấc ngủ nè, nó làm mình ngủ ngon ngủ sâu hơn nè, cải thiện trí nhớ và nó bổ não nha quý vị. Rồi cái này là 300 viên em bán 3.500.000 luôn nha, 3.500.000. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm Salon Bath của Nhật này. Đó, Salon Bath nha. Đó, các anh chị mình đi rẫy đi ruộng chơi thể thao các kiểu, đau nhất chỗ nào mình dán vô chỗ đó nha. Đó, nó mát lạnh luôn, chút xíu nữa là bắt đầu nó nóng rất là lâu, và đặc biệt nó dính nó không có rớt. Đó, cái Salon Bath của Nhật này nha, một hộp này nó có 140 miếng thì bán 590.000 nha quý vị. Rồi 590.000, 140 miếng, dán dễ gì hết luôn nha cả nhà. Rồi tiếp theo là cái viên uống giảm mỡ Onaka nè. Đó, giảm mỡ Onaka nha, các cô chú anh chị mình, các anh các chị muốn giảm cân giảm ký, ăn nhậu rượu bia nhiều các kiểu nè. Đó, rồi các anh chị làm văn phòng mình ngồi nhiều nè, nó có những cái vùng mỡ bụng, mỡ lâu năm như là mỡ bụng dưới rồi mỡ đùi, mỡ mông rồi các kiểu đó, thì cái này nó giúp làm tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm đó. Mình kết hợp với lại mình đi thể dục rồi các kiểu, mình ăn uống điều độ á, thì một liệu trình 4 hộp như thế này trong vòng 2 tháng nó sẽ xuống được 6 đến 10 ký nha quý vị. Đó, và đặc biệt cái này nó giảm cân, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe nha. Hàng của Nhật thì mọi người biết rồi, đó cực kỳ tốt cho sức khỏe, nó không có giật người, nó không có làm mình đừ người các kiểu. Thì một hộp này là 60 viên, mỗi ngày mình uống 4 viên. Đó, một hộp này thì mình uống được 15 ngày, một liệu trình 4 hộp này mình uống được 60 ngày nha. Đó, một liệu trình 4 hộp như thế này uống 2 tháng. Đó, một liệu trình 4 hộp này bán 2.600.000 này, 2.600.000 cái giảm mỡ Onaka này, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi tiếp theo là cái viên uống đau vai gáy AS Plus này. Đó, AS Plus nha. Đó, cái này là đau vai gáy, bị đau cái vai gáy sau lưng á. Đó, ai mà bị những cái bệnh đau vai gáy ngủ dậy nó đau cứng, đau tê luôn đó, thì cái này là 1.950.270 viên. Đó, cái viên uống đau vai gáy của Nhật Bản này rất là tốt luôn, đau vai gáy. Rồi tiếp theo là cái sản phẩm Fukudan này. Fukudan phòng ngừa và điều trị ung thư. Đó, các anh chị nào mà gia đình mình có người thân đang bị ung thư, đang trong cái quá trình điều trị, xạ trị, hóa trị các kiểu đó nha. Thì đây, cái sản phẩm Fukudan này là được bác sĩ người ta khuyên dùng, mà Fukudan của Nhật Bản thì nó cực kỳ tốt. Đây là cái model mới nhất luôn nha quý vị. Đó, cái Fukudan này là phòng ngừa và điều trị ung thư. Đó, Fukudan AX nè. Cái này nó giúp bẻ gãy cái tế bào ung thư. Đó, nó ngăn không cho di căn và nó cắt đứt cái mạch máu, nó không cho chất dinh dưỡng nuôi cái tế bào ung thư đó, và nó tăng cái khả năng phục hồi cho cơ thể nha. Một hộp này 150 viên. Đó, 150 viên thì uống phòng ngừa nè. Uống phòng ngừa thì uống ngày 5 viên, mà uống điều trị thì ngày 10 viên nha. Đó, cái này em bán 3.500.000 luôn, Fukudan AX.
3,5 triệu. Rồi tiếp theo là cái dạ dày cô qua, đây dạ dày cô qua các anh chị cô chú mình bị là đầy hơi nè, ăn không tiêu, ở nóng ở chua được các kiểu nè, à thì đây viêm loét dạ dày các kiểu, thì cái này là 300 viên em bán 750 ngàn, 750 ngàn nha, dạ dày cô qua. Rồi tiếp theo là cái thuốc xoan chikunai, viên xoan chikunai nè, đó chikunai của Nhật Bản, cái này 224 viên, à cái này em bán là hồi nào đến giờ là tự tin nha, 10 khách là hết 10 rồi. Cái riêng cái sản phẩm mà xoan này là các anh chị bị xoan mà xoan mãn tính, xoan lâu năm là xoan sàn rồi các kiểu nha, dùng từ 2 đến 3 hộp là dứt điểm. Rồi một hộp này 224 viên, đó em bán 1,750 triệu, 1,750 triệu nha. Ok, rồi tiếp theo sẽ là gì? Tiếp theo sẽ là cái viên uống trị tóc bạc đây. Này, cái này đây. Ừ. Đây các quý vị. À cái này là cái tinh chất từ mè đen nha, mè đen. Nó làm tóc mình nó đen ra từ từ. Những người nào bị tóc bạc sớm, ví dụ như là 20 mấy tuổi cũng bạc rồi, 3 mấy, 4 mấy, 5 mấy rồi nó bạc sớm á. Đó thì cái này riêng cái sản phẩm này các anh chị mình phải dùng gọi là gì? Dùng kiên trì. Đó, dùng kiên trì và dùng đều nha. Đó, phải dùng một liệu trình đủ 3 tháng. Đó, một hộp một gói này là nó có 60 viên. Đó, mỗi ngày mình uống 2 viên gói này uống 1 tháng nha. Đó, uống 3 gói này là trong vòng 3 tháng thì tóc của mình bắt đầu nó đen từ từ trong cái chân tóc nó đen ra. À, nó đen trong cái chân tóc nó đen ra mà nó đen rồi thì nó đen rất là lâu. Đó cho nên xài cái sản phẩm này các anh chị mình là phải kiên trì và bền bỉ nha, chứ không phải vội được. Đó, muốn mình cho nó đen nhanh thì mua thuốc nhộn, mình nhộn cho nó lẹ. Đó ha. À, mà muốn hiệu quả lâu dài mình nên uống cái này. À, một liệu trình 3 gói này em bán 2,4 triệu nha. Đó, viên uống trị tóc bạc này. Đó, 3 gói này em bán 3,4 triệu là 3 tháng. Có người thì 3 tháng là bắt đầu đen mà có người tới 6 tháng nó mới đen nha quý vị. Đó, cho nên xài cái này thì phải kiên trì. Rồi, một liệu trình 3 gói này em bán 2,4 triệu. Rồi, tiếp theo là em xin giới thiệu cái sản phẩm collagen. Đó, cái sản phẩm làm đẹp dành cho các anh chị mình nam nữ BD đều dùng được hết nha quý vị. Đó, nam nữ BD đều dùng được nha. Rồi thì đây cái collagen pH là gì? Collagen pH thì đây là một cái sản phẩm nổi tiếng của Nhật Bản rồi. Sản phẩm này là thương hiệu rồi chứ không phải tào lao. Đó, nhưng mà ở trên này nó có hai dạng bà con thấy không? Đó, một cái hộp màu trắng và hộp màu đỏ này. Cái màu đỏ này là dạng bột. Đó, dạng bột nha. Và cái màu trắng này là dạng viên. Thì collagen là gì? Collagen là gì? Khi cơ thể chúng ta càng lớn tuổi thì cái collagen trong cái da mặt mình nó bị giảm sút đi. Đó thì nó làm cho cái da mặt mình nó nhăn nheo, nó chảy xệ. Đó, và cái da mặt mình rất là xấu, nó không có đẹp nữa. Thì cái sản phẩm này nó bổ sung collagen, nó làm da mặt mình căng lên, trắng hồng rạng rỡ này, càng uống càng đẹp. Đó, như da em bé. Càng uống càng đẹp nha. Thì cái hộp này dạng bột này, dạng bột thì ở trong này nó có 30 gói nha. Mỗi ngày mình uống một gói, hộp này uống 1 tháng thôi. Đó, mình có thể pha với nước ấm, nước trái cây rồi nước chanh, sữa tươi rồi các kiểu mình uống nha. Đó, càng uống càng đẹp nha. Cái này thì em bán 900 ngàn, 900 ngàn một hộp này. Đó, các anh chị nào mua một liệu trình 3 hộp là em giảm còn 850 một hộp thôi. Đó, ha. Nếu mà mua 3 hộp thì em giảm còn 850 một hộp thôi. Đó là cái dạng bột. Còn cái collagen dạng viên, đó viên uống quay pH uptake này nè. Đó, cái dạng viên này thì ở trong này nó có 120 viên. Đó, mỗi ngày mình uống 2 viên thì cái hộp này uống được tới 2 tháng. Đó, ha. Thì cái này là 2,150 triệu, 2,150 triệu nha. Dạng viên này thì 2,150 triệu. Rồi, ok. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cái nano giải độc gan. Đó, giải độc gan cái sản phẩm này là cao cấp luôn, cũng rất là nhiều người ưa chuộng. Đó, các anh chị nào bị những cái bệnh về gan này, chức năng gan nó suy giảm rồi, ăn nhậu rượu bia nhiều rồi đó, mình nên sử dụng cái này ha. Đó, uống từ 6 viên một ngày thì nó sẽ thải độc tố của cơ thể mình đi ra ngoài qua con đường nước tiểu nha. Đó, mình uống cái này xong sáng mà mình đi tiểu, nước tiểu mình nó rất hôi, nước tiểu mình nó thối quắc luôn. Đó, mình dùng từ 2 đến 3 hộp này thì bắt đầu là cái chức năng gan mình nó trở lại, nó thanh lọc cái gan mình sạch sẽ luôn. Chức năng gan mình nó trở lại như người khỏe mạnh nha quý vị. Một hộp này 330 viên nha, 330 viên em bán 3,5 triệu luôn, 3,5 triệu. Rồi, ok, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cái nội tiết tố. Đó, cái nội tiết tố này dành cho các chị em phụ nữ từ 30 tuổi trở lên nha. Phụ nữ từ 30 tuổi trở lên BD không dùng được nha quý vị. Đó, các chị phụ nữ từ 30 tuổi trở lên mà khi nào mà thấy trong cơ thể mình nó khó chịu, khó ở đó. Đó, khó ở là gì? Đó, nó nổi mụn nè. Đó, rồi nó nóng trong người nè, rồi da nó sần sùi nè, kinh nguyệt không đều nè, nội tiết tố nó rối loạn nè, các kiểu thì đây, mình dùng cái viên này thì nó cực kỳ hiệu quả luôn, nó làm cho cái da dẻ mình nó hồng hào, con người mình nó tinh thần mình nó thoải mái, nó giữ cái tuổi thanh xuân nó điều hòa kinh nguyệt, nó cân bằng nội tiết tố, nó làm da dẻ mình hồng hào, nói chung là không có này nọ, nó tất cả các cái chỉ số về hormone rồi các kiểu nó sẽ điều hòa các kiểu nha. Rồi cái nội tiết tố rất là tốt luôn, em bán 1,150 triệu nè, 1,150 triệu nha cả nhà. Rồi tiếp theo là một cái sản phẩm nữa là cái đông trùng hạ thảo đây. Đông trùng hạ thảo cái này là bồi bổ sức khỏe đó, bồi bổ sức khỏe gọi là tổng hợp luôn, và đặc biệt là chữa những cái bệnh thận hư nha. Đó, thận hư phế hư này, hay đi tiểu đêm tiểu gắt một các kiểu nè. Đó, đông trùng hạ thảo 120 viên em bán 2,850 triệu nha, 2,850 triệu. Rồi tiếp theo là cái gel trị suy giảm tĩnh mạch nè. Đó, suy giảm tĩnh mạch, khi mà các cô chú anh chị mình bị tắc nghẽn tĩnh mạch và suy giảm tĩnh mạch đó, những cái chân hay những cái tay mình nó bị những cộng gân nó sưng lên, nó phồng lên đó quý vị. Đó thì cái gel này mình bôi vào đó mỗi ngày 3 lần, mình massage, mình xoa bóp nó thiệt nhiều lên là để gì? Để nó giãn nở những mạch máu ra. Đó, và máu nó lưu thông và nó sẽ cực kỳ hiệu quả. Rồi một tiết này em bán 750 ngàn nha, 750 ngàn gel suy giảm tĩnh mạch nè. Rồi tiếp theo nữa là gì? Đó, cái sản phẩm tiêu chảy Serogan. Đó, tiêu chảy nè. À, mỗi ngày ở gì, mỗi nhà mình nên có 1-2 hộp này để trong nhà đó, ai đi nước ngoài hay đi ngoài ra nước bắn phổ bông đồ các kiểu nha. Đó, tiêu chảy mà tiêu chảy nặng luôn, uống 1-2 viên cho nó cầm liền. Cái sản phẩm tiêu chảy nó rất là hay luôn quý vị. Đó, một hộp này là 100 viên nha, 100 viên. Đó, mỗi gia đình chúng ta nên có 1-2 hộp này để trong nhà. À, một hộp này em bán 340 ngàn thôi, 340 ngàn một cái hộp tiêu chảy này nha. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu cái sản phẩm nữa là cái linh chi đỏ. Đó, linh chi Nhật Bản thì mọi người biết rồi, linh chi Nhật Bản thì cực kỳ tốt. À, cái này thì nó tăng cường sinh lý nè, tăng cường cơ bắp nè, đặc biệt là những người bị đau bị ốm mới dậy, cơ thể nó suy nhược ốm yếu gầy mòn rồi đó. Và đặc biệt là trong cái mùa dịch vừa qua, nó có những người nào mà bị
bị nhiễm dịch đó, đó gọi là bị đó, bị dương tính đó, thì mình điều trị covid đợt này các kiểu thì nó cơ thể mình nó bị suy nhược đó, thì mình bồi bổ cái này nó giúp hấp thu tối đa cái chất dinh dưỡng mình ăn vô, cũng như là nó tăng cường cái khả năng đề kháng, và đặc biệt là ăn ngon ngủ sâu ha. Đó, ăn được ngủ được là tiên, mà ăn không được ngủ không được thì chỉ có nước khiêng ra gò đó, cho nên ăn được ngủ được này đó, cái này lên cân lên ký cũng như là tất cả nó chỉ số cơ thể nó bồi bổ nha. Linh chi đỏ Nhật Bản em bán 3,5 triệu luôn nha. Rồi linh chi đỏ nè, 3,5 triệu. À, tiếp theo là cái sản phẩm trị gút đây, gút đó, các anh chị cô chú mình bị gút á, mấy cái đầu ngón chân nó sưng lên, nó phồng lên, gọi là bệnh gút đó quý vị. Đó thì bệnh gút nha, cái này á, thì nó rất hiệu quả, nó cân bằng cái nồng độ urit cũng như là nó giảm thiểu đó, nó giảm thiểu cái những cơn đau do gút hành hạ, và đặc biệt mình sử dụng mình kiêng đạm, mình bớt đạm lại thì nó rất hiệu quả luôn đó. Dài ba hộp là nó dứt điểm nha quý vị. Rồi cái này thì em bán 1,950 luôn, 1,950,000 một hộp, 120 viên đó, 1,950. Rồi cuối cùng là em xin giới thiệu cái Natto Kinase đây. Natto Kinase cái sản phẩm là cao cấp đó, phòng ngừa và điều trị tai biến và đột quỵ nha cả nhà. Đó, tai biến và đột quỵ đó, những người già ở Nhật Bản người ta sống rất là thọ, sống rất thọ nha. Tại sao? Tại những cái sản phẩm về sức khỏe nó rất tốt đó, cho nên người ta sống thọ, và đây là một trong những cái sản phẩm đó nha. Natto Kinase 10.000 FU phòng ngừa và điều trị tai biến và đột quỵ nha. Ở này nó có 300 viên này, em bán 3,850 đó, 3,850 đó. Và cuối cùng nữa là cái chondroitin, cái này là xương nhện đó, đau nhức xương khớp này, khớp háng mắt cá chân, nói chung bị đau khớp này, là nó là siêu gọi là siêu việt về về khớp nha. Đó, cái này là 270 viên luôn, em bán 2,1 triệu đó, 2,1 triệu luôn. Còn rất là nhiều sản phẩm trong cái Zalo này, như là những cái bộ dao làm bếp này đó, những cái viên uống collagen, rồi những cái này nọ, những cái nhau thai cừu, rồi những cái tảo của Nhật Bản, rồi những cái mặt nạ dưỡng da, những sản phẩm này nọ rất nhiều ở trong cái Zalo này. Các anh chị có thể vào trong đây để mà tham khảo nha, kết bạn Zalo để tham khảo. Còn các anh chị nào ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Viber cho Sơn Sàm nha. Đó, Viber là Sơn Sàm gửi đi tất cả các nước nha quý vị, nước nào cũng gửi được hết nha. Rồi còn các cô chú anh chị dưới quê mình dùng điện thoại cục gạch cục bắp gì đó, mình không có Zalo thì mình điện thoại trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm đó, mình cho địa chỉ với số điện thoại là Sơn Sàm ship tới nơi luôn, nó ship tới nhà nhận hàng rồi thanh toán nha. Đó, rất là ok, đảm bảo uy tín và chất lượng. Đặc biệt các anh chị nào phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10. Đó, đây là kênh YouTube của em, hàng này hàng của nhà em. Đó, em không quảng cáo cho hết cả nhà yên tâm. Mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi chúc tất cả quý vị sức khỏe vượt qua mùa dịch. Bye bye, see you again.